Con đi đây. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Cầm mấy cái bánh đi đường đói mà ăn. Thôi, hàng quán đầy ra mà. Khi nào con đói con ghé vào quán ăn được. Mẹ bảo cầm thì cứ cầm xem nào. Thôi. Ôi hay nhỉ. Cái thằng này. Nó bảo thôi rồi mẹ. Khổ quá, cứ như trẻ con đi để cầm bánh theo. Mẹ bảo cầm thì cứ cầm. Bánh mẹ làm đấy. Lần này con đi, lâu con mới về. Vâng. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Con đi đây. Ừ, thì đi đến đấy rồi gọi điện cho mẹ nhá. Công tử đi đâu sách nhiều đồ này hả? Thì đi xa như thế, phải mang nhiều đồ đi là phải rồi. Mà này, có gì ăn không? Đợi mày từ sáng giờ đói quá. À đây. Bánh bao. Khổ quá. Tự nhiên hôm nay bà già lại còn buộc hai cái bánh bao vào đây nữa. Đây. Hôm nay chú Đào gớm nhở. Mang hẳn cả bánh bao đi luôn đấy. Ăn đi. Mẹ mày làm bánh càng ngày càng ngon rồi đấy. Này, mẹ mày mà khỏe khỏe đến tí nữa đôi khi mở cửa hàng được rồi đấy. Sao mày biết bánh mẹ tao làm? Mẹ mày học làm bánh của ông Sơn đầu ngõ nhà mình mấy tháng nay rồi mày không biết gì à? Thế á? Công nhận đợt này tao thấy mẹ tao hay dậy sớm, đi ra ngoài, nhưng mà cũng không có biểu hiện gì cả. Mà tao cũng không để ý cho nên không biết. Những cái lúc như thế là mẹ mày đi học làm bánh ở ông Sơn đấy. Mày còn nhớ cái hôm mà mày khen bánh bao nhà ông Sơn ngon không? Đó, mẹ mày đến tận nhà năn nỉ người ta phải đòi học bằng được ấy. Để tỉnh tôi với ông là hàng xóm láng giềng thì ông dạy cho tôi cách làm bánh bao đi. Tôi hứa với ông là tôi không có kinh doanh kinh giết gì cả. Tôi chỉ làm cho con trai tôi nó ăn thôi. Cảm ơn đi ông. Tôi giúp bà nhé. Cảm ơn ông. Cái ông Sơn bán bánh bao mà anh em mình cứ khen ngon hay ăn á? Ừ, đúng rồi. Mà nhớ, hôm đấy tao còn nhớ nhá, là mẹ mày đến là phải năn nỉ người ta, còn phải tặng ông ta bộ cờ tướng nữa. Người ta mới truyền bí kíp cho đấy. Mà này, mẹ mày còn nói câu này này. Con trai mình thích ăn, mình làm vậy cũng đáng.